Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong dân gian chúng ta thì cái việc chọn tuổi hợp để làm ăn, để sinh con hay là để chọn tuổi vợ chồng thì cũng là một trong vấn đề mà cực kỳ được nhiều người quan tâm. Và đặc biệt ý, khi mà chọn được những tuổi tốt, tuổi hợp thì cái việc làm ăn nó trở nên thuận lợi, suôn sẻ, đúng không ạ? Vợ chồng mà chọn được những cái tuổi hợp để làm ăn, để xây dựng nên thành vợ, thành chồng ý, thì sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó, một số trường hợp thì khi mà chọn nhầm cái tuổi xung khắc chẳng hạn đấy, thì sẽ sinh ra những cái chuyện. Thứ nhất là làm ăn thì sẽ dễ bị thất bại, đúng không? dễ bị bại. Và trong chuyện vợ chồng thì hay xảy ra những cái chuyện là đứt gãy giữa đường, hoặc là gì, âm dương ly tán, vân vân. Thì đó là những cái chuyện mà rất là không vui trong cuộc sống này. Vậy nên là gì, trước khi mà đi chọn tuổi vợ chồng ấy, trước khi quyết định đến với nhau ấy, thì các cặp đôi cũng như là các bố mẹ hai bên thì thường đi hỏi là xem cặp này có hợp nhau không, có lấy nhau không. Đấy, thì các thầy cũng thường đưa ra những cái phương pháp giải quyết, đúng không? Nếu mà xung khắc thì giải quyết như thế nào, mà là hợp thì là lấy nhau thì sẽ như thế nào đó. Vậy nên là gì, cái việc chọn tuổi hợp tác làm ăn, chọn tuổi vợ chồng hoặc chọn tuổi sinh con thì cũng rất là tuyệt vời, nó rất là quan trọng, và nó là một trong cái yếu tố mà được nhiều người quan tâm và cực kỳ quan trọng nó. Vậy thì chúng ta nên chọn tuổi như thế nào để chọn được cái tuổi tốt làm ăn, cũng như là chọn tuổi vợ chồng, cũng như chọn tuổi sinh con, đúng không ạ? Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tuổi Sửu, về những người tuổi Sửu. Tuổi Sửu thì sẽ để hợp với tuổi nào, hợp làm ăn với tuổi nào, sinh con tuổi nào thì tốt, đúng không ạ? Và lấy tuổi nào thì sẽ thì được hạnh phúc trọn vẹn, vân 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 vân. Nói chung là có rất nhiều cái yếu tố để quý vị có thể là chọn tuổi, kể cả mượn tuổi động thổ xây nhà cũng vậy, mượn tuổi lấp lập mái hoặc là mượn tuổi làm cái gì đó, vân vân. Đấy, thì trong cuộc sống có rất nhiều cái cách để mượn tuổi. Vậy nên là gì, như vậy mới biết là cái tầm quan trọng của cái tuổi tác, của cái tuổi hợp. Chính vì thế mà thì chúng ta sẽ chọn lựa ra những cái tuổi hợp nhất với mình để làm việc được hay thông thuận lợi. Vì sao lại vậy, đúng không ạ? Vì chúng ta được quyền chọn, các bạn nhớ nhé, chúng ta được quyền chọn, nên là được quyền chọn thì chúng ta chọn thì tốt hơn. Đấy, các cụ nói gì, có thờ có thiêng có kiêng có lành, cái liệu mà làm, đúng không ạ? Vậy nên là gì, chúng ta được quyền chọn thì tội gì chúng ta mà không chọn cái tốt. Chẳng hạn tôi tuổi Sửu mà tôi lại mượn người tuổi Mùi thì nó vừa gặp xung khắc, đúng không ạ? Tức là thực ra là mình không để ý gì, đúng không? Nhưng ai có hỏi, ô thật sao mày lại mượn thằng đấy, nó xung khắc thế là làm ăn vỡ nợ bỏ mẹ lên được ấy. Ví dụ thế đấy, thì nó sinh ra cái tâm lý nó áp lực, và đấy, gặp ai thế, và đến lúc gì công việc khó khăn thì mình lại đổ lỗi cho ông này thì nó cũng không hay, đúng không ạ? Đó là vấn đề về tâm lý. Và hôm nay chúng ta cùng xét những người tuổi Sửu thì sẽ hợp với tuổi nào, lấy tuổi nào thì sẽ được giàu sang phú quý, làm ăn với tuổi nào thì sẽ được hợp, sinh con tuổi nào thì sẽ được lộc về nhà. Đó, bây giờ chúng ta cùng xét nhé. Thì đầu tiên chúng ta biết người tuổi Sửu ấy, người tuổi Sửu thì sẽ gồm có 5 tuổi, đúng không? Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, Đinh Sửu sinh năm 1997, Kỷ Sửu năm 1949 hoặc là 2009, đúng không? Tân Sửu là sinh năm 1961 và cuối cùng là Kỷ Sửu, Quý Sửu sinh năm 1973. Đó. Đó là 5 tuổi Sửu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tuổi nào để hợp cho những tuổi này và sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái thành công trong công việc. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét tuổi đầu tiên, đúng không ạ? Tuổi đầu tiên là tuổi Tý. Chúng ta sẽ xét trên 12 con giáp tất cả các tuổi luôn để chúng ta biết được cái cách lựa chọn cho nó chuẩn nhất. Và trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là chọn theo địa chi. Địa chi tức là gì? Tức là cái tuổi này, cái tuổi Sửu này, đúng không ạ? Thì ngoài cái địa chi ra còn phương pháp chọn theo thiên can. Thiên can thì cái thiên can nó chọn nó khó hơn, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở những video sau, là quý vị cũng dựa vào đó để chọn cho mình những cái người hợp tuổi hợp mệnh để làm ăn cho được vui vẻ, được hanh thông và thuận lợi nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét là những người tuổi Sửu đó, tuổi Sửu mà kết hợp làm ăn với những người tuổi Tý, hoặc lấy những người tuổi Tý, hoặc là gì, sinh con tuổi Tý, đúng không ạ? Ví dụ như là cái cặp đôi Ất Sửu mà lấy 72 là Nhâm Tý chẳng hạn, mà muốn sinh con năm 2020 là năm Canh Tý đấy, thì là gì, lại được lộc, đúng không ạ? Lại là tốt lành, vì là gì, được là Tý Sửu nhị hợp, ví dụ thế đó. Hoặc là những người sinh năm nam sinh năm 1985 mà lấy vợ sinh năm Mùi chẳng hạn, lấy vợ sinh năm Mùi tức là năm 1991 chẳng hạn, mà muốn con sinh con năm 2000 thì cũng là tốt, đúng không ạ? Thì nó sẽ hóa giải cái cục diện là gì, Tý Sửu hợp thì là không xung với Mùi nữa đó. Và trong cái quan hệ hợp tác làm ăn cũng như trong quan hệ kinh doanh ấy, thì nếu mà gặp trường hợp xung khắc thì người ta cũng thường sử dụng cái bộ tam hợp hoặc là bộ nhị hợp để chúng ta hóa giải, đúng không ạ? Và một trong cái phương pháp đơn giản nhất là quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân bên mình.
Đấy, cái vòng tam hợp quý nhân sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những xung sát thị phi. Nó được sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân. Ví dụ như những người tuổi Sửu ấy, bộ tam hợp Tị Dậu Sửu thì nó sẽ sử dụng ba con vật là Tị Dậu và Sửu. Những người tuổi Tý thì sẽ sử dụng là Thân Tý Thìn, đúng không ạ? Những người tuổi Dần Ngọ Tuất thì sẽ đeo vòng là Dần Ngọ Tuất. Những người tuổi Hợi Mão Mùi thì sẽ đeo vòng Hợi Mão Mùi. Đấy. Thì cái vòng tam hợp quý nhân được sử dụng ba linh vật tam hợp được khắc trên viên đá mã não, kèm theo 12 hạt gỗ, có thể là gỗ xưa, có thể là gỗ gỗ từ đàn. Đấy, đây là những loại gỗ quý để làm phong thủy. Đấy, các thầy vẫn lựa chọn để làm các vật phẩm phong thủy trừ tà hóa sát. Và nó là có 12 hạt gỗ tượng trưng cho 12 con giáp. Đấy, tượng trưng cho vòng tuần hoàn của 12 con giáp. Và có được quý nhân tam hợp là ba hạt đá mã não kèm theo ba linh vật. Thì từ đó nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trong công việc. Đấy, khi mang theo quý nhân bên mình thì mọi cái khó khăn, mọi cái ách tắc trong công việc đều được giải quyết một cách hanh thông thuận lợi. Đấy. Trong lúc các bạn gặp khó khăn, gặp bế tắc thì sẽ có gì có quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời, giúp cho công việc nó được hoàn thành đúng tiến độ. Đấy, bên cạnh đó, cái vòng tam hợp cũng sẽ giúp quý vị và các bạn nó sử dụng cái bộ tam hợp thiên địa nhân, đúng không ạ? Thiên địa nhân nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được những xung sát thị phi trong công việc. Những cái kẻ tiểu nhân hãm hại, những cái kẻ tiểu nhân buông lời xúc xiểm thì nó cũng sẽ gì làm nó bớt đi phần nào và nó sẽ hóa giải triệt để nếu như mà quý vị biết cách sử dụng đó. Và cái vòng cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng nhé. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân này nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét với những người tuổi Sửu và những người tuổi tuổi Tý, đúng không ạ? Thì chúng ta có bộ tam lục hợp là gì? Tý và Sửu là lục hợp. Đại Tý Sửu lục hợp. Thì khi mà tuổi Sửu lấy tuổi Tý thì nó sẽ được bộ lục hợp. Cái bộ lục hợp ấy nó chỉ 6 cặp đôi con giáp nhị hợp với nhau theo từng cặp gọi là lục hợp. Hay hiểu một cách đơn giản là có 6 cặp đôi này, con giáp này hợp nhau, sinh cho nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp nhất. Như vậy là những người tuổi Tý lấy những người tuổi Sửu, những người tuổi Sửu lấy những người tuổi Tý, hoặc là kết hợp làm ăn kinh doanh hoặc là đẻ con tuổi Tý cũng rất là tốt. Được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp nhất. Đó. Các cặp đôi lục hợp thì kết hợp với nhau thành đôi sẽ tạo nên cái sự may mắn, sự hạnh phúc trọn đời. Còn khi mà hợp tác kinh doanh làm ăn thì cũng sẽ tạo nên được cái công việc được hanh thông thuận lợi và cái tài lộc nó cũng sẽ đến. Khi mà sinh con ấy, thì cũng sinh ra được những đứa con hợp mệnh với mình, đúng không ạ? Sinh ra đứa con xong thì bố mẹ làm ăn thì được đi lên, đó, được phất lên như diều gặp gió khi mà đứa con thân yêu của mình được sinh ra. Đó, đó là cái cục diện gì? Sửu và Tý là nhị hợp. Thứ hai là gì? Tuổi Sửu đến tuổi Sửu được không? Thì các cụ nói đúng không ạ? Cùng tuổi thì nằm rưỡi mà ăn, lấy vợ cùng tuổi nằm rưỡi mà ăn. Tức là gì? Những người tuổi Sửu thì về nguyên tắc lấy vợ tuổi Sửu vẫn được. Lấy vợ tuổi Sửu được. Đấy. Ví dụ như người tuổi Ất Sửu 1985 ấy, thì có thể là lấy vợ 1985 Ất Sửu hoặc là gì? Lấy vợ 1997 là Đinh Sửu cũng được, đúng không ạ? Chứ lấy Quý Sửu là lái hơi khó. Còn trong quan hệ hợp tác làm ăn thì những người mà cùng tuổi ấy, thì làm ăn cũng sẽ là gì? Có cùng quan điểm và cũng sẽ dễ bảo nhau hơn. Như tùy con giáp nhé, có những con giáp mà không thể làm ăn chung được với nhau. Mặc dù cùng tuổi cũng không nên lấy nhau. Đó. Ví dụ như người tuổi Ngọ chẳng hạn thì Ngọ là tự hình, đấy. Lấy nhau thì nó sẽ gì? Gây ra cái hình phá, nó sẽ không tốt. Đó. Đó là tuổi Sửu với tuổi Sửu nhá. Tuổi thứ ba đang xét đó là tuổi Sửu với tuổi Dần. Sửu với Dần là Sửu Thổ, Dần Mộc, Mộc Thổ là tư khắc. Nếu mà chồng tuổi Sửu mà lấy vợ tuổi Dần, đấy thì là gì? Thì là thường là những người sợ vợ. Các bác thử xem có phải không? Đấy, cứ thử xem là các bác nào tuổi Sửu có thể comment nhé. Nếu các bác tuổi Sửu ví dụ là Ất Sửu 1985 mà lấy Bính Dần 1986 thì thường là có xu hướng là sợ vợ. Vợ sẽ nắm quyền. Còn nếu mà chồng mà tuổi Dần mà lấy vợ tuổi Sửu ấy thì lại là hợp đạo. Thì lại là hợp đạo hơn nhé. Hợp đạo hơn. Vậy nên Dần và Sửu thì cũng tùy là nam hay nữ mà chúng ta quyết định là lấy nhau thì sẽ được cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà các bác sợ vợ cũng không vấn đề gì cả. Đấy. Nể vợ lên đầu trường sinh bất lão không sao cả, đúng không ạ? Vẫn có thể có được cái tài lộc, vẫn có thể được có được cái may mắn. Đấy. Nhưng mà vợ điều khiển để cho chồng làm ăn tốt lên thì cũng là một cái tốt mà, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì nếu mà kết hợp làm ăn kinh doanh cũng vậy. Thì những người mà khi mà Dần và Sửu kết hợp với nhau ấy thì tùy theo, nếu mà là Dần là nam, Sửu là nữ thì là nó sẽ hợp đạo hơn. Và người tuổi Dần sẽ thường là những người dẫn dắt, những người cầm trịch. Còn những người tuổi Sửu là những người gì follow làm theo. Đó. Nếu mà Dần là nữ mà Sửu là nam thì những trong lòng kinh doanh cũng không hợp được hợp lắm. Nó vẫn sinh ra những cái chuyện là nó khúc mắc thế này thế kia, do là những người tuổi Dần là những người mạnh mẽ, luôn quyết đoán, đúng không ạ? Đó, vậy nên là cái cặp đôi này nhá, cũng tùy nhá, tùy theo tốt xấu thì các bạn nên chọn. Và chuyện sinh con vậy, sinh con tuổi Dần, nếu mà tuổi Sửu sinh con tuổi Dần thì cũng không vấn đề gì cả, vẫn được tốt nhé, được tốt đó. Tiếp theo là chúng ta xét về những người tuổi Sửu và những người tuổi Mão.
Xíu và Mão cũng là gì? Cũng là bình hòa. Nó cũng giống như người tuổi Dần. Nếu mà những người tuổi Xíu mà là những người tuổi Mão thì cũng sẽ bị khắc chế, cũng bị gì? Bị dẫn dắt đi theo. Hoặc là gì? Kết hợp làm ăn kinh doanh cũng vậy. Cũng sẽ là người tuổi Mão sẽ là người dẫn dắt. Người tuổi Xíu sẽ yếu thế hơn. Đó. Tiếp theo, người tuổi Xíu đến người tuổi 3 là người tuổi Thìn. Thì Xíu và Thìn nó là cục diện gì? Cục diện tương phá nhau. Đó. Cái cục diện tương phá là gì? Thì trong hệ thống 12 địa chi ấy, thì sẽ có con giáp tương ứng với 12 tuổi. Và mỗi tuổi sẽ mang một cái biểu tượng và cái ý nghĩa khác nhau. Thì qua đó chia thành các cặp tương hợp, tương xung, tương khắc và tương phá. Nó ứng dụng vào cái đời sống của mỗi con người. Đấy. Thì những người kết hợp với nhau thuộc cái nhóm tương phá sẽ không tốt cho cái chuyện là hợp tác. Cái chuyện hợp tác không được bền lâu. Đúng. Cái chuyện hợp tác kinh doanh với hai ông Xíu và ông Thìn lấy nhau hợp tác với nhau ấy, thì chỉ được một thời gian ngắn thôi, rồi sẽ sinh ra cái chuyện là gì, cãi vã và dễ bị tan rã. Tương tự như mà khi lấy vợ lấy chồng cũng thế, cũng vào cái tuổi này thì nó cũng đều được không tốt, nó cũng mau bị tan vã và dễ bị tan nhà sẻ nghé. Chính vì vậy mà các bạn thì khi mà chọn tuổi hợp tác kinh doanh, hợp tác làm ăn cũng như là chọn tuổi sinh con ấy, thì nếu mà tránh được thì các bạn những người tuổi Xíu ấy nên tránh tuổi Thìn ra nhé, tránh tuổi Thìn ra là tốt nhất. Đó, đó là con giáp thứ tư đúng không ạ, 1, 2, 3, 4, 5, con giáp thứ năm. Tiếp theo chúng ta xét đến người thứ 6, đó là những người tuổi Tỵ đúng không ạ. Những người tuổi Tỵ thì được bộ tam hợp là Tỵ Dậu Xỉu là tam hợp. Vậy nên là gì? Khi mà kết hợp với những người tuổi Tỵ và tuổi Xỉu ấy thì sẽ được cái bộ tam hợp là Tỵ Dậu Xỉu và sẽ mang lại được cái nhiều may mắn. Mà các cụ nhà ta vẫn có nói đâu, ngày xưa là vẫn bảo là cách 3 năm thì là chọn tuổi sẽ được tuổi tam hợp. Đấy. Như vậy là những người thuộc con giáp tam hợp thì nằm trong cái mối quan hệ làm ăn vợ chồng thường sẽ suôn sẻ và hanh thông hơn. Và sẽ là những người cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và giúp nhau tiến đến cái thành công mạnh mẽ hơn. Đó. Như vậy là khi tuổi Xíu kết hợp với tuổi Tỵ thì được bộ bán tam hợp là Tỵ Dậu Xíu thì nó cũng chưa được trọn vẹn. Vậy nên những người tuổi Xíu mà muốn tam hợp với những người tuổi Tỵ mà được trọn vẹn hơn ấy, thì những người tuổi Xíu hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xíu. Tương tự người tuổi Tỵ cũng vậy, cũng sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xíu để hóa giải những cái xung khắc, mang lại cái may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ khi cần thiết. Đấy, từ đó sẽ giúp công việc hanh thông và đôi bạn này sẽ gì đi với nhau sẽ được bền vững hơn, nhất là trong chuyện tình duyên đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cục diện tiếp theo là những người tuổi Xỉu với những người tuổi Ngọ. Đấy, Xỉu và Ngọ là quan hệ là lục hại. Thì người xưa quan niệm rằng trong cái chuyện mà hôn nhân hoặc là trong chuyện hợp tác làm ăn hoặc là sinh con ấy, nếu mà gặp cái cục diện lục hại sẽ khó được bền vững. Vợ chồng thường xuyên xảy ra những chuyện cãi cọ, gia đình thì lục đục, con cái thì hư hỏng, thậm chí là có nhiều trường hợp nặng ấy còn khiến cho kinh doanh bị thất bát, làm ăn thua lỗ và dẫn đến tán gia bại sản. Đó. Vậy nên là cái trường hợp này thì cũng khuyên quý vị là không nên. Trong trường hợp mà hai người mà đã hợp tác với nhau ấy thì những người tuổi Xỉu thì nên là gì? Chọn thêm một người nữa là những người tuổi Tý. Đó, để Tý Xỉu dị hợp thì không xung với Ngọ nữa. Không khác với Ngọ nữa. Hoặc những người tuổi Tý thì Tý Xỉu là hợp thì cũng không bị xung với Ngọ. Đó. Tại vì quan hệ ngũ hành là thích đi sinh hơn đi khắc, thích đi hợp hơn đi xung. Vậy nên khi chọn tuổi Xỉu và tuổi Ngọ thì các bạn sẽ chọn thêm một người tuổi Tý và những người tuổi Mùi nữa để cho nó gì? Một người tuổi Tý hoặc một người tuổi Mùi để cho nó được hóa giải những xung khắc này đi. Đó. Bên cạnh đó, một cách đơn giản hơn là quý vị thì cũng sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Xỉu ấy thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xỉu. Đấy, để có quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những vận hạn xung sát giữa các cặp đôi. Hoặc là những người tuổi Ngọ thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải cục diện là Ngọ và Xỉu là lục hại. Bên cạnh đó, nó cũng cái vòng tam hợp quý nhân cũng sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc, mang lại cái sự thành công cho những người tuổi Ngọ và những người tuổi Xỉu. Bởi vì khi mang theo vòng ấy thì sẽ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh giúp hóa giải những khẩu thiệt thị phi, những xung khắc do cái cục diện là lục hại nó mang lại. Cũng như là gì, sẽ giúp cho công việc trong công ty nó được thuận buồm xuôi gió, được hanh thông thuận lợi hơn. Từ đó mà gì, tiền tài vật chất cũng sẽ đến nhiều hơn. Nhất là các cặp vợ chồng ấy, nếu mà rơi vào cục diện này thì cũng sẽ rất dễ xảy ra chuyện là mâu thuẫn. Đấy. Vì vậy cũng nên mang theo cái vòng tam hợp quý nhân, sử dụng cái hòa khí thiên địa nhân để hóa giải những xung khắc của các cặp vợ chồng. Đó. Vậy nên là quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để được hóa giải. Cái vòng cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị muốn thỉnh vòng hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Xỉu và tuổi Mùi. Xỉu và Mùi liệu vướng vào hai cái hình đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Cục diện là tứ hành xung. Thứ hai là bị hình, đúng không ạ? Bị hình. Nó vướng vào cái cặp tứ hành xung này ấy, thì nó sẽ vì chính là bốn con giáp nó có tính cách trái ngược hoàn toàn nhau. Đó. Về tính cách hoặc là cái quan điểm sống và cái phong cách sống nó cũng trái ngược nhau.
Cái điều này thể hiện qua cái những lần khắc khẩu, những cái lần cuộc cãi vã bất đồng với nhau từ những cái cuộc sống cũng như là từ cái quan hệ xã hội. Vậy nên là những người tuổi Sửu và những người tuổi Mùi cũng không nên thấy nhau, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì lại gặp cục diện tương hình nữa, thì nó cũng nói lên rằng là những người này thì thiếu cái tính tự chủ, thiếu cái tính quyết đoán khi mà kết hợp với nhau. Đấy, không thể độc lập tự giải quyết các vấn đề mà tính tình lại gì? Trong thời gian này lại hay hấp tấp, hay vội vàng, cố chấp nên là khó có thể kiềm chế được trước mọi tình huống. Chính vì những lý do trên mà những người này thì thường gặp khó khăn khi mà kết hợp với nhau. Đấy, vậy nên là tuổi Sửu gặp tuổi Mùi là xấu nhất, cực kỳ xấu. Nếu mà quý vị lỡ mà gặp phải hai cái tuổi này mà lỡ gặp nhau ấy thì quý vị cũng cần hóa giải, đúng không ạ? Thì bằng cách là gì? Một là kiếm thêm người tuổi Ngọ, hai là kiếm thêm người tuổi Tý để cho Tý Sửu hợp thì không xuống Mùi, và Ngọ Mùi hợp, đợi Ngọ Mùi hợp thì sẽ không xuống Sửu. Đó là như vậy. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng một cái vòng tăng hợp quý nhân là tuổi Sửu ấy, thì sẽ sử dụng vòng tăng hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Còn những người tuổi Mùi sẽ sử dụng cái vòng tăng hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để hóa giải những xung sát, những thị phi. Đặc biệt là các cặp vợ chồng thì nên sử dụng mỗi người một cái để hòa hợp cái mối quan hệ thiên địa nhân. Thì từ đó thì cái ngũ hành âm dương nó là gì? Tham hợp quên xung và tham sinh kỵ khắc. Quý vị nhớ nhá, tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc, tức là nó thích đi hợp hơn là đi xung, thích đi sinh hơn là đi khắc, nó thích hòa bình hơn là chiến tranh. Vậy nên là những người tuổi Sửu và những người tuổi Mùi khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân với mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó hay thông hơn và tránh được những cuộc ẩu đả xung khắc thị phi, đặc biệt là trong chuyện vợ chồng. Còn trong chuyện làm ăn kinh doanh thì nó cũng sẽ hỗ giúp quý vị hóa giải được những cái xung khắc, những thị phi, cũng như là hóa giải được những cái điều không may mắn. Đó. Khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên mình thì những cái xung khắc, những cái khó khăn trong công việc thì cũng sẽ được gì, quý nhân tương trợ giúp đỡ giải quyết một cách kịp thời, giúp cho vận trình công việc được thuận lợi và may mắn hơn. Từ đó thì cái tài lộc nó sẽ đến. Đấy, giúp cho hai người gì không còn xung khắc nữa. Đó là cái cặp Sửu và Mùi. Như vậy là tuổi Sửu vào tuổi Mùi là xấu nhất. Vậy nên là quý vị cần phải hết sức lưu ý. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cặp tuổi Sửu và tuổi Thân. Sửu và Thân đúng không ạ? Thì Sửu là thuộc thổ, Thân là thuộc kim. Thân thuộc kim đúng không ạ? Thổ thì sẽ sinh cho kim, thổ sinh kim. Như vậy nếu mà vợ tuổi Sửu mà chồng tuổi Thân thì cũng khá là hợp đạo. Chồng thì luôn yêu thương vợ đúng không ạ? Và nếu mà vợ mà tuổi Thân mà chồng tuổi Sửu thì nó lại hơi nghịch đạo một chút. Vợ sẽ là người nắm quyền, nắm chủ, và những người tuổi Sửu này sẽ là những người yếu thế hơn, giống như những người tuổi Dần. Nhưng mà cái cục diện tương sinh đây là Dần và Sửu là nó là tương khắc đúng không ạ? Còn đâu Sửu và kim là nó là tương sinh. Vậy nên là sẽ được gì? Được hòa hợp trong gia đạo hơn. Đó. Và để được may mắn hơn thì những cặp đôi Sửu và Thân cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp. Những người tuổi Thân thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn nhé. Còn những người tuổi Sửu thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu để hóa giải. Đó. Tiếp theo chúng ta đến Sửu và Dậu đúng không ạ? Những người tuổi Sửu và những người tuổi Dậu thì được cục diện tam hợp là gì? Tị Dậu Sửu đó. Tị Dậu Sửu. Vậy nên là những người tuổi Sửu ấy mà gặp những người tuổi Dậu thì là rất là may mắn đúng không ạ? Quý vị biết ấy, thì những người tuổi Sửu mà lấy cái bộ tam hợp của mình ấy, thì nằm trong cái mối quan hệ vợ chồng hay là làm ăn hay là kinh doanh hay là buôn bán gì đó thì cũng đều được suôn sẻ. Đó. Công việc thì hanh thông vì là những người này là những người cùng mục tiêu, cùng lý tưởng, cùng giúp đỡ lẫn nhau để đi đến cái thành công. Những người tuổi Sửu mà đẻ con tuổi Dậu cũng rất là hợp đạo. Ví dụ như bác nào 1985 mà đẻ con năm 2017 chẳng hạn, năm Đinh Dậu chẳng hạn, thì cũng sẽ rất là hợp, cũng sẽ được gì, được tam hợp quý nhân đó. À, vậy nên nhưng mà cái bộ tam hợp này nó có mỗi Sửu và Dậu, nó thiếu một ông Tỵ đúng không ạ? Tức là Tỵ Dậu Sửu lại thiếu mất một ông. Vậy nên những người tuổi Sửu và những người tuổi Tỵ thì hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để gì, để mối quan hệ này nó được hòa hợp hơn, nó đủ được bộ tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Và khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, hóa giải những cái xung khắc, những cái thị phi và những cái khó khăn trong công việc. Đấy, từ đó giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi và cái tài lộc nó sẽ tự đến với những người tuổi Sửu. Đó là cặp Dậu và Sửu. Tiếp theo cặp nữa chúng ta xét đó là những người tuổi Sửu và những người tuổi Tuất. Khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh cũng như là đẻ con tuổi Sửu mà đẻ vào tuổi Tuất thì nó sẽ bị cục diện là tương hình. Tương hình có nghĩa là gì? Thì nhìn chung những người mà phạm vào cục diện tương hình thì thiếu cái sự quyết đoán, thiếu cái sự tự chủ và không thể độc lập giải quyết các vấn đề. Thậm chí họ là thời gian này thì cũng sẽ khá là hấp tấp, khá vội vàng và gì, là những người cố chấp. Vậy nên là trước những tình huống thì họ khó cách giải quyết triệt để. Chính vì lý do đó mà những người này thường là gì, xảy ra những cái khó khăn khi mà gặp nhau. Đấy. Và đôi khi những cái khó khăn chỉ vì những cái lỡ lời của mình mà đôi khi hai tuổi này cũng thường làm tổn thương nhau và rất dễ dẫn đến
cái cuộc là vì tình duyên thì dễ dẫn đến chuyện chia ly, còn trong quan hệ hợp tác làm ăn thì đôi khi lại xảy ra tình trạng bất cần và rất hay bị gì, rất hay bị cái cục diện gọi là xung phá đấy, tức là gì, phá sản ấy, hoặc là gì, vỡ nợ, hoặc là gì, giải tán, họ không cần thiết chỉ vì một cái phút bốc đồng đó. Vậy nên là những người tuổi Sửu và những người tuổi Tuất thì cũng không nên, các cụ khuyên là không nên hợp tác làm ăn, cũng không nên lấy nhau đó, đó là như vậy. Và nếu mà trong trường hợp tuổi Sửu mà lấy tuổi Tuất ấy thì chúng ta cũng cần phải hóa giải đấy, bằng cách là những người tuổi Sửu ấy thì sẽ sử dụng cái vòng tăng hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, và những người tuổi Tuất thì sẽ sử dụng cái vòng tăng hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất, đúng không? À, sử dụng cái bộ tăng hợp quý nhân với cái quy luật là tham sinh kỵ khắc, tham hợp quân xung, sẽ giúp cho những người tuổi Sửu và những người tuổi Tuất sẽ đỡ bị cái cục diện là tương hại, nó làm hỏng đi cái chuyện hợp tác kinh doanh, cũng như là làm cái cặp đôi nó bị tan rã, đúng không ạ? Đó là những người tuổi Sửu và những người tuổi Tuất. Và cuối cùng thì chúng ta xét đến những người tuổi Sửu và những người tuổi Hợi, đúng không ạ? Chúng ta có Sửu Thổ Hợi Thủy, đúng không? Thổ thì khắc thủy. Như vậy là gì? Nếu mà chồng tuổi Sửu mà vợ tuổi Hợi thì là chồng sẽ khắc được vợ. Như vậy là hợp đạo. Hợp đạo, đúng không ạ? Hợp đạo thì cái trong nhà nó sẽ gì, sẽ nhiều cái chuyện vui, nó sẽ có những cái chuyện là vui vẻ nó đến với các bạn. Còn nếu mà trong hợp tác làm ăn kinh doanh cũng vậy, thì nếu mà người cầm trịch là người tuổi Sửu thì sẽ hợp đạo hơn. Còn trong trường hợp mà những người tuổi Hợi, nếu mà vợ tuổi Sửu mà chồng tuổi Hợi thì sẽ người những người tuổi Hợi sẽ là những người khá sợ vợ, khá nể vợ, và gì thường là những người yếu thế hơn. Đấy, không phải là các bạn nhút nhát e dè gì cả, nhưng mà cái cục diện, cái khí nó tạo ra thành cái cục diện như thế, nó khiến cho gì cái cặp Sửu và Hợi thì nó trở nên gì, nó trở nên như vậy đó. Vậy nên là những các bác mà tuổi Sửu và tuổi Hợi ấy, thì nếu mà nam Sửu hợp tác với nữ Hợi thì sẽ là hợp lý hơn đó. Đó, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Sửu thì hợp tuổi nào. Thì qua trình bày 12 con giáp thì chúng ta thấy là những người tuổi Sửu ấy thì sẽ hợp đầu tiên là tuổi Tý, đúng không? Nhất là tuổi Tý. Thứ hai là tuổi Dần. Thứ ba là tuổi Mão. Thứ bốn là tuổi Tỵ. Thứ năm là tuổi Thân. Thứ sáu là tuổi Dậu. Và thứ bảy là tuổi Hợi. Như vậy là cũng có rất nhiều con giáp mà những người tuổi Sửu có thể hợp tác làm ăn, hợp tác kinh doanh, hoặc là chọn làm vợ chồng, hoặc là chọn tuổi sinh con được, đúng không ạ? Trong đó có 3 tuổi tốt nhất với những người tuổi Sửu, đó là những tuổi sau. Đầu tiên là những người tuổi Tý thì được cục diện là Tý Sửu nhị hợp, đây là tốt nhất, đúng không ạ? Thứ hai là được bộ tăng hợp Tỵ Dậu Sửu, Tỵ Dậu Sửu, đúng không ạ? Thì là thứ hai. Đó, 3 tuổi Tỵ là thứ ba. Thì đây là 3 con giáp tốt nhất tính theo mối quan hệ địa chi để chọn tuổi hợp tác làm ăn, chọn tuổi hợp tác kinh doanh. Thì quý vị hãy lựa chọn theo nguyên tắc này và chọn ra cho mình một cái người hợp lý nhất. Một là chọn vợ, chọn chồng, hai là chọn tuổi kinh doanh làm ăn, ba là chọn tuổi sinh con. Đấy, ví dụ như là một số người hỏi là người tuổi Sửu, tôi tuổi Sửu, đúng không ạ? Thì sinh con năm Thìn năm 2024 có được không? Đấy, thì các bạn biết rồi đấy, nó rơi cục diện tương phá, đúng không ạ? Đấy, thì nó không tốt. Thì tại sao không để năm Tỵ nhịn một năm nữa, để năm Tỵ đẹp hơn, đúng không ạ? Đó. Thì qua cái video này tôi muốn gửi gắm đến quý vị và các bạn một cái thông điệp rằng các bạn thì hãy cứ yên tâm, nếu mà chọn được đúng tuổi thì là tốt. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chọn sai hoặc không chọn được những người phù hợp thì chúng ta vẫn có cách hóa giải, đúng không ạ? Bằng cách là chọn những tuổi bên cạnh, chọn thêm người thứ ba, đúng không ạ? Ví dụ như là Sửu và Thìn là phá, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn thêm một người tuổi Dậu nữa. Thì được là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, đúng không? Thìn Dậu nhị hợp thì không xung với Sửu, không phá Sửu. Và Sửu mới lại Dậu là hợp thì không phá Thìn. Đó, như vậy. Theo một cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ chọn được những cái tuổi mà hợp ý, đúng không? Mặc dù tốn thêm một người nữa, nhưng cái người đó sẽ là cái người mà cầm trịch, sẽ là những người mà hòa giải, sẽ là những người mà cố vấn cho chúng ta để công việc được tốt hơn, được thành công tốt lợi hơn. Đó. Ví dụ những người tuổi Sửu mà sinh con ví dụ những người tuổi Sửu mà 1985 Ất Sửu chẳng hạn mà lấy 1988 là Mậu Thìn thì quý vị có thể sinh con năm Dậu 2017 là Đinh Dậu chẳng hạn. Đấy thì có thể là gì? Được Thìn Dậu nhị hợp thì không còn phá Sửu, và Sửu và Dậu là tam hợp thì không phá Thìn nữa. Như vậy cuộc sống gia đình sẽ trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn. Đó. Đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta có thể áp dụng bằng cái học thuật để chúng ta hóa giải những cái xung khắc trong chuyện vợ chồng, trong chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn, trong chuyện đẻ con, để có được một cái cặp vợ chồng, để có một cái cuộc sống nó được thuận lợi, được may mắn, được hay thông hơn. Thì bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng cái vật phẩm phong thủy, đó là vòng tam hợp quý nhân,
sử dụng cái lực, cái khí của khí tam hợp của quý nhân, sử dụng cái khí tam hợp của quý nhân để hóa giải những thị phi, những xung sát, đồng thời mang cho quý nhân bên mình sẽ được giúp đỡ trong lúc khó khăn và trong những khi mà chúng ta thì gặp những bế tắc trong cuộc sống đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.